Chúng ta chuẩn bị đến với loạt đá luân lưu ở chung kết Kings Cup 2019 giữa hai đội Việt Nam và Curaçao. Cầu thủ Việt Nam bị dẫn bàn trước đã chơi kiên cường. Hơn một năm qua, thầy trò Hoàng Sơ đã rất quen với việc phải đấu trí trên chấm 11m. Lúc này đội trưởng hai đội Quế Ngọc Hải và Martina đang cùng với tổ trọng tài làm các thủ tục cần thiết trước khi bước vào loạt đá luân lưu. Gần đây nhất, đội tuyển Việt Nam đã vượt qua Jordan tại vòng 16 đôi Asian Cup 2019 bằng đá luân lưu. Đó cũng là trận đấu mà chúng ta bị dẫn bàn, sau đó gỡ hòa 1-1 và thắng trên chấm phạt đền. Cho đến điểm này thì có thể nói thầy trò Park Seo đã thu hoạch được nhiều ở giải đấu lần này. Một trận đấu rất quan trọng mà cả nước háo hức chờ đợi là trận đấu gặp Thái Lan. Chúng ta đã thắng thuyết phục và rõ ràng đã có một vị thế rất khác trong mắt người Thái cũng như là bóng đá Đông Nam Á. Một trận đấu mà đội Việt Nam đã mang lại rất nhiều điều tích cực. Chúng ta đã đẹp mắt, hiệu quả, trong đó Thái Lan có những lúc bất lực và nóng nảy. Theo chúng tôi thì tương quan giữa Việt Nam và Thái Lan cũng giống như hai vận động viên chạy đường dài. Chúng ta tạm thời bứt lên một chút, tuy nhiên người Thái cũng có thể bứt lên bất kỳ lúc nào. Và nói cho cùng, sự cạnh tranh đó là động lực cho sự phát triển. Nếu như có một cặp song hành ở Đông Nam Á thì cũng là điều tốt cho tương lai, cho sự phát triển lên tầm cao hơn. Tôi hoàn toàn nhất trí với anh Huy về quan điểm này. Rõ ràng là chúng ta cần phải duy trì được đà phát triển như hiện có, quan tâm nhiều hơn nữa đến đào tạo trẻ cũng như liên tục củng cố sức mạnh cho giải vô địch quốc gia. Và nếu như chúng ta có được một sự cạnh tranh từ một đối thủ quen thuộc như Thái Lan thì rõ ràng nó cũng là sự kích thích để khiến cho chúng ta luôn luôn có một định hướng vươn tới. Có một sự song hành như thế thì chúng ta luôn hoàn thiện bản thân và sự phát triển sẽ đầy đủ hơn. Có một thực tế là bóng đá Đông Nam Á, sự phát triển những năm qua vẫn bị chậm và nhiều lúc mong manh. Ngay cả như Thái Lan, khi mà Kim Sắc từ giã vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển thì đội tuyển Thái Lan bước vào một giai đoạn rất khác, khác với vị thế của họ trước đây. Đặng Văn Lâm là thủ môn đã thi đấu tự tin ở loạt luân lưu khi gặp Jordan tại vòng 16 đội Asian Cup 2019. Đây là giải đấu mà bên cạnh sơ đồ chiến thuật quen thuộc 3-4-3, ông Park Seo cũng đã có thời điểm thử nghiệm đá với 4 hậu vệ. Đó cũng là một cách khi chúng ta có các trung vệ tốt bị chấn thương thì chuyển sang đá với 4 hậu vệ, cặp trung vệ giăng ngang. Và đó cũng là một sơ đồ chiến thuật giúp cho những cầu thủ như Xuân Trường hay là Tuấn Anh có cơ hội để phát triển, để họ đá theo kiểu như Pirlo vẫn chơi ở Juventus, ở AC Milan hay là đội Italia. Đội Việt Nam sẽ là những người đá trước trong loạt đá luân lưu. Người mở đầu cho đội bóng đỏ là tiền đạo Anh Đức. Anh Đức sẽ đối mặt với Victor Rum. Anh Đức, người ghi bàn thắng đầu tiên cho Việt Nam ở Kings Cup 2019. Anh Đức đến bây giờ đã có 12 bàn thắng cho mỏ đội tuyển Việt Nam. Anh Đức đá chìm và chính xác. Tỷ số phạt đền là 1-0 cho Việt Nam. Cú đá rất chắc chắn của anh Đức. Mặc dù đối phương, thủ môn đối phương đã đoán đúng hướng, nhưng cú đá rất ổn định của anh Đức bằng Bùi Chính Triện đã khiến cho lưới bị rung lên. Ông Park Hang-seo đã sử dụng một cầu thủ lão luyện, giàu kinh nghiệm cho cú đá mở đầu. Và chúng ta đã thành công. Cú đá đầu tiên của đội Curaçao sẽ thuộc về tiền đạo đá vào sân từ ghế dự bị Pensop. Pensop có 2 cơ hội trong 9 phút thi đấu chính thức nhưng đều bỏ lỡ. Và bây giờ là tình huống đối mặt với Đặng Văn Lâm thêm một lần nữa. Đặng
Petrov đã thành công với cách đá giống như anh Đức. Bóng đi ở tầm thấp sang phía bên trái của thủ môn. Pha thực hiện tự tin chính xác của Petrov. Cầu thủ đang chờ bóng ở Hà Lan cho De Graafschap. Công Phượng quả đá thứ hai cho Việt Nam. Công Phượng và thủ môn Victor Rum. Công Phượng đã không chính xác ở quả đá của mình. Trong trận đấu thì Công Phượng đã có một pha đá phạt đưa bóng đi rất tổng. Và lần này thì bóng cũng đi quá vòng so với cầu môn. Hết sức đáng tiếc. Tỷ số phạt đền vẫn là 1-1. Công Phượng đã chơi tốt trong cả trận đấu với một phong cách mà chúng ta thấy ở Anh tại Asian Cup 2019. Quả đá thứ hai của Curaçao. Quả đá của Anson Hoy. Hoy đã thực hiện chính xác quả đá của mình. Tỷ số phạt đền tạm thời là 2-1 nghiêng về Curaçao. Những bước đà mềm mại và rất tự tin của Anson Hoy. Cầu thủ chỉ cao 1m69. Một lần nữa trong trận đấu này, Curaçao lại là đội vượt lên dẫn trước. Quả đá thứ ba của đội Việt Nam thuộc về Trọng Hoàng. Cú đá chính xác của Trọng Hoàng. Tỷ số của loạt đá luân lưu được cân bằng, nhưng đội Việt Nam đã đá trước một lượt. Trọng Hoàng đã lừa được thủ môn Victor Rum, thủ môn đang thi đấu ở Hà Lan cho câu lạc bộ Eindhoven. Đây là giải đấu mà Trọng Hoàng đã chơi rất tốt. Trọng Hoàng rất biết giữ sức và là cầu thủ có kinh nghiệm. Cú đá quá tốt của cầu thủ đối phương. Và lầm đoán đúng hướng, nhưng pha dứt điểm của số 3 bên phía Curaçao là Martina đi quá khó. Không, đó là cầu thủ vào xe thay người Antonia. Antonia là người vừa thực hiện quả phạt đền thành công cho Curaçao. Quả đá thứ tư của đội Việt Nam. Người thực hiện là đội trưởng Quế Ngọc Hải. Phong cách quen thuộc của Quế Ngọc Hải. Tỷ số phạt đền được san bằng 3-3. Một kiểu nhảy chân sáo mà chúng ta cũng đã từng thấy ở cầu thủ Jorginho trong áo Chelsea và một số người khác. Đặng Văn Lâm đang cố gắng tác động lên tâm lý của Leandro Bacuna. Các ngôi sao không hiếm lần hỏng luân lưu. Và bây giờ là Bacuna, ngôi sao sáng nhất của Curaçao. Nhưng Bacuna đã thành công. Đá vào phía ngược lại hướng di chuyển của Đặng Văn Lâm. Cao thủ Curaçao với trình độ của mình đã thực hiện phạt đền rất tốt. Người đá quả cuối cùng trong loạt 5 quả đầu tiên
cho đội Việt Nam là hậu vệ cánh Đoàn Văn Hậu. Rất gọn ghẽ. Cú sửa lòng kỹ thuật của Đoàn Văn Hậu đã đánh lừa được thủ môn Victor Rum. Pha thực hiện tự tin và hiểm hóc của Đoàn Văn Hậu, bóng đi sát cột dọc. Hy vọng còn lại của đội tuyển Việt Nam trông cả vào Đặng Văn Lâm. Người đá quả thứ 5 cho đội Curaçao là Matteo Maria. Maria cũng đã thành công với quả đá của mình. Như vậy là cả 5 quả đá của Curaçao đều thành công. Cầu thủ Việt Nam đã có một trận đấu kiên cường. Tuy nhiên thật tiếc khi đá luân lưu, chúng ta chỉ hỏng đúng một quả. Và Curaçao là đội vô địch King's Cup năm 2019. Cho dù không thắng những loạt đá luân lưu, nhưng chúng ta cần phải khẳng định rằng đội tuyển Việt Nam đã có một thành tích tốt ở giải đấu mang tính giao hữu này. Chúng ta đã chinh phục được những mục tiêu và chúng ta đã có một trải nghiệm có thể nói là rất quý giá khi đối mặt với một đội bóng có thứ hạng tốt hơn chúng ta rất nhiều trên bảng xếp hạng FIFA. Đó là một đại diện đến từ Trung Mỹ, một phong cách thi đấu bóng đá hoàn toàn khác. Ông Park Hang-seo và các học trò một lần nữa lại chứng minh rằng họ hoàn toàn có thể còn chinh phục những đỉnh cao mới, những thách thức mới. Thêm một trải nghiệm thú vị dành cho các cầu thủ Việt Nam. Chúng ta đã có 2 trận đấu. Ở trận ra quân, Việt Nam đã có chiến thắng rất nhiều ý nghĩa trước Thái Lan. Pha ghi bàn thứ nhất được ghi do công của Anh Đức ở những giây cuối cùng. Và ngày hôm nay trước đối thủ xa lạ nhưng thú vị Curaçao, chúng ta lại có thêm một trải nghiệm đã có một trận đấu tốt, tạo ra nhiều cơ hội hơn khi bị dẫn trước. Những cầu thủ Việt Nam kiên cường thi đấu và đã được đền đáp với bàn thắng của Đức Huy.